thế là sao cô? Nó làm bài tập về nhà chưa? Thì do homework. Làm tập về nhà chứ nhỉ? Nhớ bài tập về nhà hôm trước cô giao là gì không? Dạ nhớ cô. Làm chưa? Nhưng mà cô ơi, bạn Quốc Khánh sao không thấy cái hình mà xoáy cái đen đen không được cô? À, do cái cam của bạn ấy ấy. Sao đó? Mình thấy bên con có ồn không? Có cái tiếng ồn nào lớn không? Dạ không cô. Tôi sợ bị ồn. Các bạn làm tập về nhà chưa? Mình làm như thế nào rồi Trúc Như? Dạ cô, là con quay là con làm bài xong rồi con gửi lên cho thầy, rồi cả quay video gửi lên cho thầy. Mình đã gửi chưa? Con cũng không biết, con kêu chỉ con. Okay. Nhớ là gửi cho cô nha, trước thứ tư tuần sau nha, phải gửi đấy. Bài tập của tuần này mình phải gửi chứ, cô đã dặn là chủ nhật tuần này hết hạn mà, để hôm nay cô chứa bài tập cho các bạn. Tại con tuần trước con làm bài tập cô lớp, rất hết cô ơi. Con học lần 2 lớp, 3 lớp làm cô. Nó không phải lo làm 2 lớp, 2 lớp kia nữa cô. Cô biết rồi, nhưng mà cái yêu cầu của cô chỉ là quay video đọc cái bài chen đấy thôi mà. Mình chỉ mất tầm khoảng 3 phút, chưa đầy 3 phút để đọc cái đấy thôi. Nhưng mà cô giờ cô chưa có chơi được làm cô ơi. Con lo cái gì hết rồi. Thế bây giờ đã có sách chưa? Cô đã gửi phát sách cho thầy Giang rồi, thì các bạn đã nhận được sách chưa? Lớp 1 hay lớp 2 vậy cô? Cô sách 1 sách lớp 2 cô. No. Cô gửi cái file PDF để cho bố mẹ photo cho mình học ấy. Cô gửi cho thầy Giang rồi. Yeah. Mình nói hỏi xem mẹ thử là trong cái Zalo ấy, thầy Giang đã gửi chưa? Nếu như gửi rồi thì mình đi đi ra quán photo ấy, nhờ họ photo cho mình. Yeah. Cô check xem nào, các bạn làm bài tập chưa? Kiểm tra xem có bạn nào nộp không nào. Cô dặn là tuần này phải có bài để cô chứa mà. Rồi. À, cô đã thấy rồi, cô thấy có bạn Minh Châu đọc bài rồi nè. Rồi, lát cô sẽ sao với các bạn. Có Minh Châu đọc bài rồi nè. Này ha, rồi các bạn cứ tương tự như bạn Minh Châu mà làm. Cô giáo ơi, sao nghe bé năm chẳng chẳng nghe đến gì cô giáo ạ? À. À, phụ huynh các ơi. Bạn có nghe tiếng người Minh Châu chẳng nghe đến gì cả? Có chứ. À, mình tăng cái âm lượng ở loa lên đi. Mình đang dùng máy tính đúng không ạ? Vâng ạ, đang dùng máy tính ạ. Mình ấn vào cái nút loa ấy, sau đấy là tăng cái âm lượng nó lên. Có lẽ là vâng, cái âm loa lượng... loa này 100% rồi. Thế yeah, chắc là... Lại nhỉ, Trung Như có nghe này không hả Trung Như? Nhưng cái này chắc là do loa cô giáo chứ, cô, tớ nói cô có nghe thấy mà. Đúng rồi. Khánh ơi, có nghe cô nói cái đó không? Có cô. Đấy, có. Nếu... Các bạn vẫn nghe bình thường mà. Chỉ có Minh Châu. À. Để mình thử nào, mình thoát mình vào lại xem nhá. Dạ. Rồi, đây, cô sẽ show cho các bạn xem này. Nếu mà các bạn không có nghe được nghe được cô nói ấy, thì phải báo liền với cô nha. Rồi, thế á. Gì nhỉ? Trúc Như đã nhận được sách, cô gửi chưa? Có sách chưa? Chưa. Dạ. Alo. Rồi ạ, mình đã nghe được chưa? Anh Hải ơi, sao máy tính kem chả nghe được cái gì cả, thì học sao được? Nhìn này, cô giáo nói không nghe không, gì hết đâu. Có nghe. Bên mình nói thì mà cô giáo vẫn nghe nó. Rồi đấy. Nó học thành tiếng Anh ấy ạ. Lạ nhở, hay đổi máy. Chắc cái này do máy rồi. Thôi để em thử đổi máy cho vào chứ không chả học được đâu. Nghe gì ạ?
Thôi để em đổi máy, đổi máy. Ừ. Còn này là chúng anh lớp mấy rồi? Ơ thì không có kép hả? Có mà, có thử thử con có kép thử. Còn đấy, có đâu, phải xin đấy. Đây nha. Cô nhận được bài của bạn. Ui giời ơi các bạn hiện này. Tài nghe cắm đầy ở đâu. Thôi. Đấy, do máy của Minh Châu ấy. Rồi. Rồi, Minh Châu luôn. Cắm tay à? Cắm tay nghe. Okay. Tiến Phương hôm nay vào muộn nhỉ? Như ơi, mình vào Zalo kiểm tra xem cho cô là mình đã nhận được file sách chưa nào? Cái file sách có thầy Giang ấy, thầy đã gửi chưa? Có chưa? Zalo hả cô? Đúng rồi. À, cái đấy là Zalo của chị của Trúc Như mới có đúng không? Được rồi. Thế thì mình nhờ phụ huynh ấy đi photo cái cuốn sách đấy cho mình nha, hai cái cuốn đấy rồi về để học nha. Photo chỗ nào vậy? Mình ra quán photo ấy mà họ in sách ở trong cái file ở Zalo thì nói chung là mình cứ nhờ phụ huynh đi. Và cái quán photo ở đâu con không có biết quán photo. Cái đấy có phụ huynh của mình biết mà. Chị của mình biết mà. Đây, Trúc Như ơi, Minh Châu. Mình cho giơ cái cuốn sách đến lên cho các bạn xem. Mình photo rồi đúng không? Sách giáo khoa cũng được, có sách giáo khoa học là tốt rồi. Nào, giơ cái cuốn photo lên đấy lên. Giơ lên như này nè. Giơ lên cho các bạn xem. Lên cao một chút đấy, thấy chưa? Thấy Minh Châu có cái cuốn đấy ấy, còn cái cuốn của Quốc Khánh là không phải đâu. Cô. Uh-huh. Cái cuốn sách mà cô đang dạy cuốn cũ mà cô, chứ còn cuốn mới là cái cuốn màu xanh dương đó cô. Cái cuốn mới ấy là cuốn màu này nè. À, cuốn màu xanh nè. Đây, màu xanh này nè. Không phải xanh cây đâu nha. Màu xanh này nè. Không, ý là cái cuốn đó là chỉ con kia là cuốn đó còn cái cuốn mới là cuốn này Không phải cuốn đấy. Đấy là cuốn của mình học ở trường thôi. Nhưng mà với cô thì cô đang dạy cái cuốn Macmillan này nè. Cuốn này. Mình làm cuốn này, mình học cuốn này chứ. Cô gửi file cho mình rồi. Vâng, nhưng mà nhà cô cũng có máy in cô. À, thế à. Nhưng mà sợ in nhiều nó có được không nhỉ? Cái này nhiều lắm. Cái này nhiều hả? Cái này thì chị con sẽ in tình chị con sẽ in được mà. Mấy chị con là chị con mua mấy chục triệu cô. À được rồi. Thế thì nói chị in cho mình nhá. In hai cuốn, một cuốn bài tập nữa. Cô gửi cho mình rồi nhá. Ok. Dạ vâng. À, rồi. Dạ cô. Rồi bây giờ mình học ha. Nào vào vị trí nào. Quốc Khánh ơi. Vào ngồi học nào. Được chưa? Mình bắt đầu học nha. Nào nhìn lên màn hình cho cô nè. Đây là bài tập về nhà của bạn Minh Châu. Đây, cô đã nhận được nè. Đây, nha, như thế này là đúng nè. Bạn ấy làm đúng nè. Nộp bài nè. Đây, bây giờ mình xem nha. This is my homework. My name is Minh Châu. I'm 7 years old. My class is 2E1.
This is my homework. What's your name? What's your name? My name's Mai. Nice to meet you. What's your name? My name's Lita. Nice to meet you. What's your name? My name's Peter. Nice to meet you. Goodbye. See you again. Yeah, very good. Đấy, mình thấy chưa? Bạn Minh Châu làm rất là tốt nè. Cái bài tập về nhà của bạn làm rất là tốt nè. Đấy. Các bạn cứ giới thiệu như bạn Minh Châu ấy, sau đấy là đọc cái phần, thuyết trình cái phần mà mình cô yêu cầu nè, sau đấy là goodbye nè, rất là tốt. Này, cô cho, bây giờ các bạn xem lại một lần nữa nè. Nha, xem lại bạn Minh Châu làm một lần nữa nè. Sau đấy là những buổi học sau, cô ra bài tập thì mình cứ làm như thế. Hello, my name is Minh Châu. I'm 7 years old. My class is 2E1. This is my homework. What's your name? What's your name? My name's Mai. Nice to meet you. What's your name? My name's Lita. Nice to meet you. What's your name? My name's Peter. Nice to meet you. Goodbye. See you again. Đấy, như thế thôi, đơn giản mà. Thấy bạn Minh Châu làm dễ không? Các bạn sau này cứ quay dùng điện thoại này, quay video lại. Sau đấy là nộp bài thôi. Trúc Như là đã quay rồi đúng không? Trúc Như là đã quay bài rồi đúng không? Dạ vâng cô. Lát nữa mình nộp bài ha, hoặc là khi nào ngày mai hoặc ngày mốt rảnh thì nộp bài cho cô nha, để cô chữa bài. Ok, đấy, như thế là rất là tốt này. Cô Khánh ơi, mình xem bạn làm như thế này rồi sau đấy mình học theo, học tập và quay video cho cô nha. Làm bài tập nè. Còn nếu như cô yêu cầu mình làm bài tập ở trong sách bài tập ấy và chụp lại cho cô ấy thì mình sẽ chụp lại như thế này này. Đây, ghi và chụp lại nha. Làm bài ra này, sau đấy chụp lại này. Như thế là được này. Không cần phải ấy đâu. Các bạn nộp bài ở đây rất là nhiều. Mình có làm bài tập nộp bài cho cô thì cô mới biết là các bạn đã tiến bộ như thế nào, có học bài không ha. Rồi, ok. Nào. Bây giờ mình sẽ làm bài tập còn lại ở trong sách bài tập Unit 2. Now look at the picture and and match the sentence and match the sentence. Bây giờ hãy nhìn vào những bức tranh này này và nối cho cô xem là bức tranh nào tương ứng với câu nào. 1. Hello, my name's Linda. 2. Hi, I'm Peter. And 3. Hello, my name's Hua. Number 1. We drew picture A, B, or C. My name's Linda. A, B, or C? Okay. Rồi, cô mời Minh Châu nào. Con chọn bức tranh C ạ. C, okay, yes. Đây là đầu. Okay, number 2, cô mời Quốc Khánh nào. Hi, I'm Peter. Cô ai, cô A, cô ơi. Okay, kiss A. And number 3 is Hoa. Okay, thank you, very good. Brilliant. Brilliant. Now, next part. Activity number 2, read and complete. Now, read the conversation and complete words. Fong, hi, name's Fong.
Hello, Phong, my, cái gì đấy, Linda. And do you spell your name? How do you spell your name? And L-I-N-T-A. Các bạn hoàn thành cho cô nào. Oh, yeah. Cô Nguyễn Quốc Khánh nào. Câu số 1, mình sẽ điền gì đây? Cô là my name's Phong. My name's Phong. Okay, number 2, cô Mai Trúc Như. Yes. Number 2. Number 2. Hello, Phong, my gì nhỉ? Names. My name's Linda. And number 2, number 3. Làm câu này luôn cho cô Trúc Như nào. Dừng cô. Number 3, do you spell your names? Thì mình sẽ điền từ gì đây? How do you spell your name? Okay, good. And number 5, có mời Minh Châu nào. Cứ đọc theo đi, cứ cái miệng đọc theo đi. Number 4. Mình sẽ điền gì nhỉ? How do you spell your name? Mình đánh vần tên của bạn Phong ấy. P-H-O-N-G. P-H-O-N-G. Okay, good. And number 5. How do you spell? Yeah, spell. Spell your names and okay, thank you. Brilliant. Nào, một bạn đọc cho cô nào. Quốc Khánh ơi, đọc bài cho cô. My name Phong. Phong, my name Linda. How do you spell your name? Phong. F-O-M-G. Oh, no, spell again. P, từ này ha, cái letter này là P. P-H-O-M-G. Yes, yes. Tiếp nào. How do you spell your name, Linda? Spell it. Đánh vần nó nào. L-M-L. L gì? L-I-N-D-A. Yes. Okay, thank you. Trúc Như nào, đọc bài cho cô. Dân cô. Hi, my name is Phong. Hello, Phong. My name is Linda. Yes. How do you spell your name? P-H-O-N-G. How do you spell your name? L I N D A. Good. Thank you. Nào, cô mời Minh Châu.
Yes. Okay. Hi, my name's Phong. Hello, Phong. My name's Linda. How do you spell your name? P-H-O-N-G. How do you spell your name? L-I-N-D-A. Very good. Yeah. Yes. And now, also activity one and yes, writing. Look and write. Hello, my name's Mai Nhỏ. Mình sẽ điền gì ở đây? Minh Châu nào. Names. Names. Okay, number two. Quốc Khánh. Name. Names. Có S nha. Names. Okay, number three. Trúc Như nào. Yes. Number three. My name's Hua and my name's Mai. Okay. And this part, yeah. Write the missing letter. Okay. Ở đây từ còn thiếu à? Rồi, ok, nào, viết bằng, viết những từ còn thiếu vào bằng chữ cái nào. Mình có này, A, B, D, E, G, I, K, L, M, N, O, P, R, T, U, V, X, Y. Nào, những từ còn thiếu. Những cái letter còn thiếu ở đây. Chúc Như nào. Yes. C. Minh Châu tiếp theo. F. Yeah. Mình quay bật tích ha. Ok. G. Tiếp theo. Quốc Khánh. Letter tiếp theo ở đây là gì? F, G, rồi đến gì? Letter thì thiếu ở đây nhỉ? A, B, C, D, E, F, G, rồi đến gì? Đến gì nhỉ? Mình chưa thuộc à? Con thấy là ngoài chữ cái mà không biết nó yếu là gì nữa con. H. Cái tên của mình. H. À. Cái chữ đầu của con. H. Tiếp theo. Trúc Như nào. H. I. I gì nhỉ? Trúc Như. Rồi. J. Rồi. J. K. L. M. N. O. P. P rồi đến gì? Tiến Phương. Khi rồi đến gì đây? P, Q. Phương ơi, cái mic của mình hơi bị nhỏ nha. Tăng âm lượng lên cho cô nào. Tăng âm lượng lên, mic mình nhỏ lắm. Tăng loa lên đi. Ok, rồi. Minh Châu ơi, mình điền từ tiếp theo cho cô nào. P, R. Yes. S. Yeah, yes. S. T U V. Gì đây? Gì? Điền gì ở đây Châu nhỉ?
W. Z. Yay, okay, yes. Nào, Quốc Khánh đọc cho cô toàn bộ cái letter ở đây, theo bảng chữ cái nào. Tiến Phương tăng cái âm cái âm thanh lên cho cô nha, nhỏ lắm. F G H M I J K L M M O không biết nữa rồi. P P V Q O P Q O P Q H R S H T T U V V W W X X Y Y Z Z. Em rồi. Rồi bây giờ mình đọc theo các bản nha. Tắt mic và đọc theo các bản này. Cháu đọc cho cô cái nào. Đọc bảng chữ cái. Minh Châu. Đọc bảng chữ cái cho cô nào. Yes. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W S Y Z. Very good. Okay, thank you. Rồi à, Quốc Khánh cứ thế mà đọc nha. Rồi. Tiến Phương đọc cho con nào. Cô bảo tăng cái mic lên nào, tăng cái âm lượng lên cho cô. Con lại tăng hết cỡ rồi. Thế à, thế thì mình ngồi sát sát một chút nha, ngồi lớn lớn lên. Ok. Nào Trúc Như nào, đọc bài cho cô. Đọc hết cái bảng chữ cái luôn đúng không cô? Thôi. A B C D E F G S I J K L M N O P Q R S T U V W S Y N Z. Yes. Okay, and now we move to unit 3. Bây giờ mình sẽ quay lại cái unit 3. Okay, now unit 3. This is Tony. Lesson 1. Activity number 1. Look, listen, and repeat. Look at the pictures. You can see they is class, and yes, you see new student and teacher. The teacher is introducing the new student. Đấy. Bây giờ mình thấy nha, đây là bối cảnh ở trong lớp học và cô giáo đang giới thiệu bạn mới cho các bạn ở trong lớp, được chưa? Okay, now listen the audio carefully. Page 18, Unit 3. This is Tony. Lesson 1, Activity 1. Look, listen, and repeat. A.
This is Tony. Hello, Tony. B. And this is Linda. Hi, Linda. Nice to meet you. Nào, có mời một bạn đọc bài nào. Minh Châu. Cô mời Minh Châu nào. Yes. This is Tony. Hello, Tony. And this is Linda. Hi, Linda. Nice to meet you. Yes, very good. Thank you. Tiến Phương nào. This is Tony. Hello, Tony. And this is Linda. Hi, Linda. Nice to meet you. Okay, thank you. Next one. Quốc Khánh nào, đọc bài cho cô. It is Charlie. And it is Linda. No. This is Tony. Hello, Tony. It is Charlie. Hello, Tony. Hi, Linda. Nice to meet you. Đây nè, bức tranh B đúng không? Từ đầu này, this is Tony. Hello, Tony. And this is Linda. Hi, Linda. Nice to meet you. Làm lại cho cô nào, đọc lại một lần nữa. This is Tony. Hello, Tony. Name is... And. And it is Linda. Hi, Linda. Nice to meet you. Thank you, Lucas. Next one. Trúc Như nào. Yes, gì cô? Đọc bài cho cô. Mình đang mở cái tab khác à? Tại sao mà cô hỏi mình không có chú ý à? Có cô. Nào, đọc bài cho cô. It's a boy. Hello. This is Tony. It's Ronin. Hello, Ronin. Tony. Yes. Hello, Tony. And it's Linda. This is Linda. Hi, Linda. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, good. Ở đây mình sẽ được học tới cấu trúc là giới thiệu một ai đấy thì bằng cách là mình sẽ bắt đầu với cấu trúc là this is cộng với tên. Ví dụ nha, for example, cô muốn giới thiệu bạn Minh Châu đi, thì cô sẽ nói là this is Minh Châu. Đấy, là sao các bạn ấy chào này, chào lại và thực hiện các đoạn hội thoại như cả unit 1 and unit 2. Mình đã học ha. This is Khánh, or this is Phương. Đấy, this is. Đấy. Okay, now, next fast. Activity number 2, point and say. Now, one, this. Nào, bây giờ các bạn hãy nhìn vào bức tranh này và hãy điền tên của các bạn theo thứ tự của những người đứng trong hình này nào. Bạn đầu tiên, tên của bạn ấy là gì nhỉ? Quốc Khánh nào. Con gọi là Charlie. Bạn gái này mà. Linda. Linda. Yes. Theo bạn thứ hai, bạn nam thứ hai này tên là gì? What's his name? Minh Châu. Minh Châu nào? Yes.
Tommy. What's his name? Tony, Peter. Mình hãy nhìn vào sách xem cái bản hồi nãy mình giới thiệu là Tony thì có cái tóc kiểu gì. Bạn này có tóc kiểu gì nhờ? Như thế nào đây nè? This is Peter. Đây là Peter này. Còn bạn Tony là đây nè. This is Tony. Đây là bạn Tony nha. Peter là cái tóc bạn này xoăn đấy. Còn Quan là mái tóc màu đen này. And this is Peter. Hello Peter or hello Tony. Nice to meet you. Okay. Rồi, bây giờ nào, đọc cho cô nào, giới thiệu cho cô, một bạn giới thiệu và một bạn nói đáp lại lời nào. Bạn Minh Châu và Trúc Như. Minh Châu sẽ giới thiệu ha, bốn bạn luôn nha, giới thiệu cả bốn tên. This is Linda. Trúc Như đâu? Hello Linda. Nice to meet you. Yes. Tiếp nào. This is Peter. Hello Peter. Nice to meet you. Yes. Nice to meet you. This is Tommy. Hello Tony. Nice to meet you. This is Quan. Quan, phải là tên Quan nha. Hello Quan, nice to meet you. Okay, very good. Thank you. Rồi cặp tiếp theo, Quốc Khánh và Tiến Phương làm cho cô nào. Tương tự như hai bạn hồi nãy. Quốc Khánh giới thiệu cho cô. Quốc Khánh nói trước nha. Linda. Now this is. This is Linda. Tiến Phương đâu? Trả lời bạn kia. Cô. Bạn nói gì để cô? Okay, it's bạn. Linda. This is Linda. Trả lời nào. Hello Linda, nice to meet you. Đúng rồi. Bạn tiếp theo. It is teacher. Peter. Teacher. Tiến Phương nào. This is Peter kìa. Hello Peter, nice to meet you. Mình nói lớn lên một chút cho cô ha. Rồi tiếp nào. Tony. It is Charlie. Hello, Tony. Nice to meet you. Nhỏ quá. Ok, tiếp nào. It is Vân. It is Vân. It is Vân. Hello, Vân. Ok. Rồi Tiến Phương, buổi học xong, buổi học tiếp theo phải cải thiện cái mic cho cô nha. Quá là nhỏ, các bạn không nghe được này. Ok. Now activity number 2 or number 3, let's talk. Tương tự ha. Nhưng mà cái này cô có yêu cầu mới nè. Cô có yêu cầu mới như sau. Các bạn sẽ giới thiệu tên, sau đấy sẽ hỏi với câu hỏi là how do you spell your name?
cộng thêm một câu hỏi nữa là ví dụ nha. This is Linda. Hello Linda, nice to meet you. Sau đấy các bạn sẽ hỏi bạn Linda, bạn hỏi bạn Linda ấy, sẽ hỏi là what's your name? Còn cái bạn chào này nè sẽ giới thiệu tên của mình. Ví dụ như hello, my name's Mai. And how do you spell your name? Đấy. Được chưa? Mình hiểu ý cô không? Mình sẽ thực hiện một đoạn hội thoại có đầy đủ tất cả các nội dung của Unit 1, Unit 2 and Unit 3. Ok, nào. Cô sẽ thử bắt đầu với một bản trước ha. Sau đấy các bạn sẽ thực hiện tương tự này. Minh Châu nào. Giờ cô sẽ thử nha. This is Linda. Hello Linda, nice to meet you. What's your name? My name's Mai. How do you spell your name? M-I-A-M-A-I. Yes, thank you. Đấy, các bạn sẽ làm tương tự như vậy cho cô nha. Được chưa? Rồi, bây giờ nào, bắt gặp cho cô Trúc Như làm với Quốc Khánh đi. Cô sẽ đổi trọng nào. Trúc Như và Quốc Khánh thực hiện đoạn hội thoại tương tự như cô với Minh Châu vừa làm ấy. Linda. Nào nào, sorry. Ủa, ai? Bây giờ nha. Linda. Bây giờ Quốc Khánh sẽ giới thiệu bạn Nam cho cô. Sau đấy bạn Trúc Như sẽ đóng vai bạn Peter. Phải nào? Ok. Nam. Hello Nam, nice to meet you. Hello teacher. No, mình phải hỏi what's your name? What's your name? My name is Peter. Tiếp nào, how? How do you spell your name? P-E-T-E-R. Yes, very good. Mình cuối cái cuộc hội thoại ấy, thì người còn lại phải nói là thank you, biết chưa? Thank you. Ok, tiếp nào. Minh Châu và Tiến Phương nào. Bây giờ mình sẽ làm yes. Giới thiệu tên của bản thân mình đi ha. Tiến Phương à. Bây giờ nha, Minh Châu sẽ giới thiệu tên của bạn Linda đi. Sau đấy Tiến Phương sẽ đóng vai của bản thân mình, giới thiệu tên mình nha. Hai tên mình vào ấy, được chưa? Nào, bắt đầu nào. This is Linda. Tiến Phương đâu rồi? Hello Linda, nice to meet you. Ok, tiếp nào, Minh Châu hỏi đi. What's your name? Phương đâu? My name Mai. Phương, giới thiệu tên của mình luôn, không có Mai nữa. My name is gì? Nói lớn lên. My name is Phương. My name is Phương. Ok, lớn đấy, nói như thế nha. Nào, Minh Châu hỏi tiếp đi. How do you spell your name? P-H-U-O-N-G. Yes. Câu gì cuối cùng? Thank you. Yes, right. Thank you. Yeah, thank you. Very good. Okay. Now, move to activity number 4, listen and tick.
look at the picture and listen to the audio and take the picture as you can hear. Bây giờ nhìn vào audio, nhìn vào những bức tranh này này. Đây có hai bức tranh nha. Sau đấy là mình sẽ nghe audio và điền cho cô đáp án của mình. Nhìn kỹ các bạn ở trong bức tranh nha, tên của các bạn ở trong bức tranh nha. Now, listen carefully. One. My, this is Linda. Hello, Linda. Two. Tony, this is Fong. Hello, Tony. Okay, now listen again. One. My, this is Linda. Hello, Linda. Two. Tony, this is Fong. Hello, Tony. Okay, now who can take the yes. Rồi, cô thấy cánh tay của Minh Châu này. Quốc Khánh có giơ tay không? Rồi, okay. Now number one, Minh Châu, đáp án. A or B? A. Okay. Rồi, mình nghe được tên của những bạn nào nhỉ? Bạn Mai. Mai. Bạn Linda và bạn. Đấy là bạn, bạn gì? Nam, đấy là bạn Nam nha. Dạ, yeah. Mình có nghe được mà Mai và Linda là có thể còn được đáp án rồi đấy. Ok, thank you. Very good. Number two. Mình chọn đáp án nào? Tiến Phương, number two. Rồi, number two, mình chọn đáp án nào? Đâu rồi nhỉ? Tiến Phương ơi, bật cái cam lên cho cô xem nào. Ok. Rồi, number two, chọn đáp án nào? Cô cho con nghe lại đi cô. Ok, người không chú ý nha. Two. Tony, this is Fong. Hello, Tony. Con chọn đáp án B. B. Mình nghe tên của được những bạn nào nào? Con nghe được Peter. Peter đâu ra? Peter nó ở bức tranh A mà. Con nghe được Tony. Ừ. Và ai nữa? Phan và Phan. À, Phong đúng rồi. Ok, guess. Well done. Yes, well done. Okay, activity number 5. Read and write. Now, look at picture and complete sentences. One, mình sẽ điền gì ở đây? Đọc nhanh và điền cho cô nào. One, Trúc Như nào? Yes. Hello, Nam. Hello, Nam. No, cái này là đối với Unit 2 thôi. Còn trường hợp này thì mình sẽ điền gì? Cái bài học của mình là This is Tony. Thì mình sẽ điền gì đây? Cái cấu trúc. Giới thiệu bạn một người nào đó thì sẽ gì nhỉ? Mình vừa thực hành đây. Gì đây? Bạn nào biết nào? Bạn nào biết bạn Bích nói cho cô xem nào? Phương biết không? Ở đây mình sẽ điền gì? This. This gì? Is.
This is Nam. Ok, number câu tiếp theo mình sẽ điền gì đây? This is Nam. Hello. Hello Nam. Yeah, đúng rồi. Hello Nam. Nice to meet you. Yes, đúng rồi. Nào, number 2. Cô Khánh làm cho cô câu số 2 nào. Laura. I'm home. Not home. I'm is home. Oh, this is home. Tiếp nào. Hello. Hello. Hello, Quân. Quân đâu? Quân đâu ra? Bạn gì đây? Hello. Bạn giới thiệu tên gì? Hello, Linda. No, hello, Phong. Hello, Phong. Nice to meet you. Ok, hello. Rồi. À, chúc như là mình đọc cho cô hai cái đoạn hội thoại này nè. Hai cái đoạn hội thoại đúng không cô? Đúng rồi, đọc hai cái luôn. This is Nam. Hello Nam. Nice to meet you. This from. Hello from. Nice to meet you. Ok, rồi. Tiếp theo, Minh Châu ơi, đọc cho cô nào. Yes. This is Nam. Hello, Nam. Nice to meet you. This is Fong. Hello, Fong. Nice to meet you. Yes. Thank you. Yes. Okay, now move to activity number 6. Let's sing. Sing. Now, let's sing. How are you? How are you? Hello, Peter, how are you? I'm fine, thank you, how are you? Thank you, Peter, I'm fine too. Let's go to school together. How are you, Numquan and Mai? Thank you, Miss Yen, we're fine. How are you? Hello, Peter, how are you? I'm fine, thank you, how are you? Thank you, Peter, I'm fine too. Let's go to school together. How are you, Numquan and Mai? Thank you, Miss Yen, we're fine. Okay. Nào cái từ này này, cái letter này mình sẽ đọc là we're. We're fine. We're fine. Ok. Nào, cô mời một bạn đọc bài cho cô. Rồi, Minh Châu nào. Yes. How are you? Hello, Peter. How are you? I'm fine. Thank you. How are you? Thank you, Peter. I'm fine too. Let's go to school together. How are you, Nam, Quan, and Mai? Thank you, Miss Hia. We are fine. Yeah, very good. Let's go on. Quốc Khánh nào. What are you? How? Nào, lại. How are you? Hello, teacher. How are you?
How far can you? How are you? Can you teach her? I'm fine too. Gì vậy cô? Oh. Ah, okay. Let's go to school together. Now, let's go to school. Let's go to school. Let's go to school. Together. Together. Yes, tiếp nào. How are you? I'm Wen and Mai. Thank you. Miss Jen. We are fine. Okay. Yes. Mình về nhà luyện đọc thêm nha. Rồi Tiến Phương đọc bài cho cô nào. How are you? Hello Peter, how are you? I'm fine, thank you. How are you? Thank you Peter. Let's go to school together. How are you now? What am I? Thank you Mr. Be fine. Ok, thank you. Trúc Như đọc bài cho cô nào. Okay. How are you? Hello, Peter. How are you? I'm fine. Thank you. How are you? Thank you, Peter. I'm fine too. Let's go to school. Cái từ con không biết cô. Let's go to school together. Together. Tiếp nào. How are you? Nam Quân Mai. Thank you. We're fine. Yeah, okay, good. Rồi. Cô nhắc nhở các bạn này về nhà là phải làm bài tập về nhà biết chưa? Sách cô đã gửi rồi đấy, nên là phải làm cho cô đi. Rồi, tiếp theo. Nấu. Mình đã học xong cái lesson 1 này rồi nè. Các cái này thì cơ bản thôi, mình chỉ là giới thiệu bản thân nè, giới thiệu người khác này. This is fun or this is mine. Ok, nào. Tiếp theo sẽ là phần bài tập các bạn ngày hôm nay nè. Find the chords. Nào, hãy tìm và khoanh tròn vào đáp án cho cô nào. Peter, Quan, from, this, that, is, that. Tìm trong cái này cho cô này. Tìm cho cô tên from này, Quan này, Peter này, this này, that này, in, that này. Tìm cho cô. Cô sẽ phóng to ra các bạn nhìn nha. Rồi, tìm cho cô nào. Nó ở đâu nào? Cô ơi, cái là này nó ở trong sách giáo khoa hay sách bài tập ấy? Con tìm được. Sách bài tập ấy. Con tìm được phong rồi. Rồi, ok. Cái này trong sách bài tập nha, Minh Châu. Có cái cuốn, có cái cuốn sách bài tập cô cũng gửi rồi đấy. Mình xem thử hỏi mẹ là có hai file PDF. Mình photo cả hai cái được cho cô nha. Con mới photo chỉ có mỗi một cái thôi. Rồi. Phong, mình hãy tìm Phong cho cô nào. Phong ở đâu? Where? Con tìm thấy Phong rồi, cô ơi.
ở dưới cái phong ở dưới cái vận hai. Hàng nào cột nào? Hàng hai. Cột hai. Hai. Đúng rồi. Phong. Ok nào, Peter. Why Peter? Peter ở dòng 4 cơ. Number 4, 1, 2, 3, 4. Ok, ở đâu? Hàng thứ mấy? Peter dòng 4. Peter dòng 4. Peter. Ok, tiếp nào. Quân dòng 6. Quân dòng 6. Dòng 6. Right, đúng rồi. Zit ở đâu? Đâu nhỉ? Kìa. Con thấy rồi. Ở dòng mấy? Zit mà là bị hẹn gọn chéo. Chi ở trên, H ở dưới, E ở... Thôi coi, Chi ở dòng 1, H ở dòng... Ở dòng 1, dòng 2, dòng 3 và dòng 4. Đấy, con thẳng xuống. Con đang được bảo thế. Rát nào, tìm cho con từ rát này nào. Rát này. Yes. Ok. Đó. Ở đâu? À, dòng... Ở chỗ dòng 4, dòng 5, dòng 6. Dòng 5, dòng 6 xuống 7. Ok, tiếp nào. Is Y nó ở ngay dòng thứ 3 ấy. Là 3. Đúng rồi. Rồi, Z nào. Z cho cô. Z là gì? Z ở... Cô ơi, cô Z là cái gì? Cô kể anh gì để con xem hả? Con có chữ E ở dòng 7. À, yes. E ở dòng 6 và chữ S. Chữ S. Đây, cô. Con coi. Yes, right. Đúng rồi. Okay, guess. Tiếp theo. Yeah. Oh, look and write. This is... Đây là bản gì nhỉ? This is... What's his name? Tên của bản này là gì? What's his name? Peter. Peter. Right, đúng rồi. Okay, bản tiếp theo. This is what's her name? Linda. Linda. Đúng rồi, right. Okay, thank you. Now, two. Hello. Cái này là phần này là nó sang cái lesson 2 rồi, sorry. Cái này lesson 2 rồi. Bạn chưa được học tới đây này. Rồi, những cái này thôi. Rồi. Gì đấy nhỉ? Có bài tập nào nhỉ? Lại, cho cái lại dài. Con đừng vào. Lại phải chơi cái bài khó này rồi. Thì phải cày thế. Bỏ lại. Tôi bảo gì đã vào. Tôi muốn cậu đâu. Phương ơi, tắt cái mic cho cô nào. Phương. Cô ơi, cô chọn đừng cái mà có mấy cái rồi. Bấm mấy cái chữ cái nữa nha cô. Mấy con không? Sai rồi. Unit English 3. What the fuck? Nào, đâu rồi? Tiến Phương có bảo tắt mic mà. Cô có muốn cậu làm gì đấy cô? Cái
Cái bài đâu nhỉ? Thôi rồi, Tiến Phương tắt mic cho cô nha, không là một lớp nha. Ờ, đây, cho cô một chút, cô sẽ tìm cái file, tìm cái bài các bạn này. Tiến Phương là không? Đừng có bấm chữ nha. Bấm chữ là con lại bấm đâu chữ nào không được đâu. Ok. Tiến Phương là photo sách chưa? Có sách chưa? Tiến Phương? Mẹ con chưa đi photo cho con. Má mẹ photo sớm cho mình để mình học nha. Cô gửi file rồi đấy. Với lại là làm bài tập cho cô đi. Có. Nếu không hiểu chỗ nào thì hỏi ra bảo đấy. Con làm đến bài 4 rồi. À, con làm đến bài 5 rồi. Làm đến bài 5 rồi nhưng mà ý cô nói là cái quay video của cô đâu. Con làm đến cô lúc cô bảo quay cái gì cô? Quay cái hoạt động số 3, cái lesson ở unit ở lesson 3 ấy. Cái lesson này. Phải để cô cho con xem. Cái này lát cô sẽ xem này. Ồ, buổi trước mình cô giảng không nhớ à? Lúc con phải còn đi học thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Học thứ 7, chủ nhật không được nghỉ buổi nào. Cái này... cái unit này cô không có rồi ha. So question. This is what. Nhưng mà cái này lại có này. À đây rồi. Cái này có thể là có một số câu này. Có 5 câu thôi à? 5 câu thì không có đủ nhỉ. Rồi, chờ các cô một chút nha. Các bạn xem cho cô cái phần bài tập tiếp theo đi. Ok, đây rồi. Mình sẽ không có quiz nữa và làm trực tiếp đây cho cô luôn. Mình thấy không? Thấy cái màn hình cô vừa xem không? Đây, làm cho cô nào. Làm cho cô câu số 2 đi. Rồi, cho cô một chút, cô sẽ download nó ra đây. Cô ơi, bọn mình học đến mấy giờ mới nghỉ à cô? Hôm nay mình học tới 9 giờ. Rồi các bạn làm cho có cái này này. Ôi cô, quýt chỉ có 5 từ thôi á. Cái quiz nó không nó ít quá đi, không làm mình làm cái này cho cô đi.
các bạn sẽ không, vì có một số bạn không có vào được quiz ấy, thì làm cái này cho nhanh nè. Nào, activity number 2, reach and march. Nào, nối cho cô nào. Ở đây mình sẽ điền gì? Con nói trước. Hello, how are you? No, 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 number on. Cái bài thế này, bài nối này, this is gì nào? This có xem, có xem. Quốc Khánh, con mời Quốc Khánh nào. Phương ơi, mình không có nói ngang nha. Nói, mình phải giơ tay lên. This is from. This is from. Tiếp nào. No. Cái gì? No, gì? No, it isn't. It's... Teacher. Cô cái chữ nhỏ em nhìn không rõ cô ạ. It's Peter. It's Peter. It's Peter. Okay. Cái nhỏ em nhìn không rõ cô. Ờ. Được rồi, cô sẽ phóng to lên. Cái nhỏ quá nên em đọc không có được cô. Cô biết rồi nha. It's Peter. Okay. Rồi, thấy chưa? Là cô. Nào, easy nào. E. Is a squad. Okay, number bài số 3 nào. Làm cho cô bài số 3. A gì? Đây, câu xem. Nào, nào, nào. Có bạn Minh Châu, câu số 1 nào. Yes. Hello, how are you? Hello. Hey, hello, how are you? Number 2, Trúc Như. Number 2. Câu số 2 nào. Đâu có chỉ con nung thôi. Đây nè. Dừng dừng dừng. Sắp sắp mấy cái câu này cho lớp. Đúng rồi. Đúng rồi. I'm fine, thank you. I am fine. Hi. Thank you. Okay. Number 3. Tiến Phương, number 3. Phương đâu rồi? Number 3. Cô number 3 đâu, ở đây con thấy rồi. Goodbye. Cô chứng kiến chứ gì? See gì? See you. See you later, đúng không? Cái câu mà khi mình nói ấy. Goodbye, see you later. Ok, number 4. Quốc Khánh nào, làm câu số 4 nào. Ít y. Cái này con gì vậy cô? Con gì? Trùng. Trùng. Thì cái tên mình vẫn đọc như thường thôi, trùng. Không có phần tên tiếng Việt mà. Ít y trùng. Ok. Number 5. Minh Châu nào, number 5. Yes. Yes. She is Chan. She is Chan. Okay, thank you. Trúc Như làm câu số 6 cho cô. Dạ vâng cô. Câu số cô ơi, cô câu
Con mới câu số 5 chưa làm mà cô làm xong. Rồi. Cô làm rồi. Nãy giờ làm rồi mà mình không biết à? Các bạn làm không? What's your name? What's your name? Okay, number 11. Tiến Phương nào. Number 7. This is my sister. Đúng rồi. This is my sister. Okay. Number 8. Quốc Khánh nào, number 8. This number 8 is my brother. This is my brother. Okay. Number 9. Minh Châu, number 9. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, and this last one is I am fine. Okay, thank you. Đây là toàn bài này. Rồi, I'm fine. Okay. Rồi, bây giờ cô xem bên này như thế nào. Để cô vào xem thử là Easy Class có vào được. Có ai không? Nó có chạy được không thì mình sẽ xem cái cách phát âm ở đây. Các bạn có làm cái nào? Easy Class. Các bạn có làm Easy Class không? Lâu giờ có làm không? Okay. Từ vựng này. Unit 2. À, chỉ có thế thôi à? It. It. Nào, bắt tay làm cho cô xem nào. It. Ok. Minh Châu ơi, mình phát âm vào mic cho con nào. Bắt đầu. It. Again. Say again. Ok, it. Từ tiếp theo là this. 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 And that. Oh no, and that. Yes. Number one. Yeah, nice to meet you. Thank you. Hello. Nice to meet you. What's your name? Hello, what's your name? Nào, mình hãy nhìn bên này và làm cho cô nào. Đọc cho cô nào. Hello, what's your name? Mình hãy chọn đi. Ba câu này mình chọn cái nào? Chọn cái đầu tiên ha. Cindy. Hi, my name is Cindy. What's your name? Đấy. Ok. Đây này, cái này. Nó hơi lâu rồi. Tiếp theo sẽ là để cô cho xem cái xếp hạng ở đây này. Này,
Nam. Yến Phương có làm bài nè. Đây, Yến Phương có làm bài tập nha. Các bạn để cái tài khoản của Tiến Phương hay Tiến Phương cô xem. À, làm rất là tốt này, làm hết rồi này. Unit 1 is unit 2. Hình như bài tập unit 2 mình làm chưa hết phải không? Tiến Phương. Very good. Đúng rồi. Cố gắng làm cho được điểm tuyệt đối nha Tiến Phương. Rồi, cô xem thêm có bạn nào nữa không? Chỉ mới Tiến Phương có làm ở đây thôi này. Còn các bạn khác thì vào làm cho cô nha. Đây. Có ai chưa biết làm cái này không? Tuần này nó chưa cập nhật đấy. Các bạn biết cái này không? Tải cái này về máy, sau đấy đăng nhập vào và làm cho cô. Minh Châu ơi, mình làm cái này không Minh Châu? Mình chưa bật mic này. Mình đã làm Easy Class chưa? Thế thì mình tải cái Easy Class này về làm ha. Ở trong này có cả phần nghe, mình vào đây nghe này. Có audio trong này này, mình nghe cho cô này. Đấy. Page 18, Unit 3. This is Tony. Vào đây nghe, vào đây mình nghe cho cô này, rồi có bài tập nè. Đấy. Có cả bài tập luôn. Ok, rồi. Bây giờ cô cho các bạn thêm thời gian để hoàn thành bài tập về nhà tuần buổi hôm trước cho cô nha, cái quay đi video ấy. Được chưa? Để mình chuẩn bị sách, có sách để mình quay video cho cô này. Rồi là buổi hôm sau tất cả các bạn phải có để cho cô chứa nha. Được chưa? Rồi, thank you. Rồi, ok. Bây giờ các bạn có thể nghỉ được rồi. Goodbye everyone. Okay, see you next week. Goodbye. Tiến Phương đâu rồi? Alo cho cô nào. Mẹ học nhanh thế nhở cô?